Chào quý bạn và các vị. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một chiếc có tên là Neo SA 2G3. Thì mình làm video này theo yêu cầu của bạn Phan Như Khải. Thì chiếc nó sẽ có dạng như thế này. Xin lỗi. Thì trước giờ mình cứ nghĩ nó là needle back 1.5 bình thường, còn cái đoạn neo background ban đầu thì lúc đầu thì nó chỉ là để lấy đà cho middle back 1.5, nhưng mà theo như ông Khay bên Nhật cũng viết thì toàn bộ chip nó là gọi là Neo SA 2GG hay là Neo SA 233. Thì đầu tiên thì các bạn cần phải thực hiện background, nó sẽ có dạng như thế này. Chung thì ở video này mình sẽ không có hướng dẫn cụ thể từng chip trong Neo SA 2GG, tại vì như vậy thì rất là mất thời gian. Chip thì mình hướng dẫn tầm 5 phút, có tổng cộng 3 chiếc, mất tận 15 phút mình trừ hao những thời mấy đoạn mà mình nói sàm sàm ra thì chung thì nó mất tầm 20 phút. Video rất là dài, rất là nhàm chán, upload lên YouTube cũng rất là mất thời gian do đứt cáp ven ngoài biển. Thì sau khi đã làm được background thì các bạn sẽ tiến hành tập new background, nó sẽ có dạng như thế này. Thì sau khi đi bút nó vòng qua ngón trỏ thì các bạn sẽ không để nó đi hoàn vòng hoàn toàn qua, mà khi nó đi được một nửa thì các bạn cho nó lọt vào khe giữa ngón trỏ và ngón giữa luôn, nó sẽ tạo thành nail background như thế này. Như này, sau khi đã thực hiện được nail background thì các bạn sẽ tập middle back 1.5x2. Middle back thì nó có dạng như thế này, tức là mình sẽ back bằng ngón giữa, nhưng mà middle back 1.5 thì chúng ta sẽ cho bút nó quay tròn ở trên mu bàn tay khoảng 1.5 vòng, sau đó tiếp tục back thêm một lần nữa thì sẽ gọi là middle back 1.5x2 như thế này. Middle back 1.5x2 thì trên YouTube nói chung là cũng có rất là nhiều hướng dẫn, mình cũng có làm cũng đã từng làm một video hướng dẫn về chiếc này. Thì bạn nào cần thì cứ comment, để là comment mình sẽ gửi cho các bạn tên chip để các bạn tìm. Nói chung là tất cả các chip trong Neo SA 233 thì cứ để là comment mình sẽ gửi cho bạn tên chip. Thì sau khi đã tập được middle back 1.5x2 thì các bạn sẽ tiến hành ghép ghép nail tiến hành ghép nail background và middle back 1.5x2 lại với nhau, thì nó sẽ có dạng là Neo SA 2233 hay là Neo SA 2GG. Nó sẽ như thế này. Xin lỗi. Chung thì mình cũng không có thực thuộc mấy cái trick của Nhật. Sẽ có dạng, thì mình cũng nói luôn là sau này chắc có lẽ mình sẽ dời gốc làm hướng dẫn sang ghế ghế này hoặc là vào phòng của mình. Nói chung nó sẽ tránh được rất là nhiều tạp âm từ cái máy tính để bàn. Còn những cái như là tiếng xe cộ thì nọ, tiếng gà cái thứ thì nói chung là mình cũng không thể mà ra mình gây lộn với người ta, mình cũng không đuổi gà này nọ, bắt gà cái thứ. Thì nói chung là cảm ơn các bạn đã xem video. Sau đây là ghép vào combo.